Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em nhận một cái đồng chat này nha tất cả anh em. Thì một cái đồng chat này nó đã list lên rất là nhiều sàn này nè. Nó có lượng volume giao dịch cũng thấp nha tất cả các bạn. Nó list sàn Huobi, OKX thì các bạn cứ tích lũy những cái đồng chat này các bạn. Giá sau này nó sẽ lên cao nha tất cả các bạn. Rồi, để tham gia vào dán các bạn list trên phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Một cái đồng chat này mình kiếm cái đồng chat này trên một cái trang mạng xã hội thôi các bạn ơi, đăng ảnh kiếm tiền, like có đồng chat, comment có đồng chat nha các bạn. Rồi các bạn chưa có tài khoản các bạn nhập vào một tạo tài khoản này các bạn. Rồi nó kêu các bạn tên đầu tiên, họ, username, email, password. Rồi bạn bấm vào một đăng ký nha các bạn. Sau khi các bạn bấm vào một đăng ký nó sẽ gửi về cho bạn một cái email vào hộp thư spam nha các bạn. Các bạn login vào. Lưu ý nha các bạn. Nó gửi về bạn hộp thư spam chỗ này nè các bạn. Khoan để mình bắt up lại. Rồi các bạn chờ mình chút nha. Rồi nó gửi bạn về hộp thư, các bạn vào thư spam nha các bạn. Thư rác nè. Lập thư rác nè các bạn. Rồi các bạn login vào thôi. Cái email nó có tựa đề là new@sunroom.gchan nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào đường link màu xanh này, các bạn chỉ việc đăng nhập vào thôi nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ mà nó lock chút nha các bạn. Rồi sau khi vào giao diện các bạn chỉnh sửa thôi, cập nhật ảnh đại diện này nọ đâu nha các bạn. Rồi nó mới ra một cái giao diện như vậy nè. Cái cập nhật thông tin đó, cá nhân đó các bạn là không được nữa. Thôi rồi luôn, mình cũng bó tay các bạn luôn. Rồi các bạn cập nhật thông tin xong thì các bạn chỉ việc mình mới có đăng một cái đường link kênh YouTube của mình. Các bạn muốn giới thiệu kênh Facebook hay là những cái đường link nào thì các bạn nhấp vào các bạn. Mình mới vừa đăng là được 3 người giỏi, mình được 3 cái đồng chat nè, đồng chat chứ. Thì mỗi ngày các bạn khi được có khoảng 50 đồng chat, có 1 đô mấy nha các bạn. Đây mình đăng rồi các bạn chỉ việc đăng ảnh thôi. Rồi đứng máy. Khoan các bạn. Rồi các bạn đăng ảnh thì các bạn nhấp vào cái mục ảnh này nè các bạn. Nhấp vào các bạn chọn một bức ảnh đăng thôi. Nhưng người nào mà có theo dõi bạn thì các bạn sẽ được tặng cái đồng chat nha tất cả các bạn. Và các bạn nào rảnh rỗi có thời gian thì đi like, comment, theo dõi những người bạn nha các bạn. Thay vì các bạn chơi Facebook, Zalo này nọ cũng đâu có được gì đâu. Vô đây thì cũng có những người nước ngoài đăng ảnh đẹp đẹp không. Rồi các bạn muốn đăng ảnh thì bạn nhấp vào mục đó các bạn. Còn mình không có đăng ảnh thì mình muốn giới thiệu cái đường link của mình, kênh YouTube, cái đường link bạn dán đường link của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn việc lướt xuống thôi. Xuống đây nè các bạn. Lướt xuống đang mình đăng. Đâu rồi ta? Chưa các bạn ơi, các bạn chờ chút nha. Đang lót ta. Rồi các bạn khớp đi đường link, sau khi nó chờ nó lót một chút xíu các bạn lướt xuống cái này nha các bạn, bấm nút post. Một post là tự nhiên nó đăng bài cho mình nghe tất cả các bạn. Rồi, sau khi các bạn đăng bài xong thì các bạn có người follow thì các bạn vào nó tự động nó thông báo nó cộng cho các bạn nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây nè. Thì min group cái này là tối thiểu là 10 đô nha tất cả các bạn. Rồi, còn các bạn muốn góp tiền thì các bạn vào một withdraw nè các bạn, withdraw token nè. Cái này thì min group nó tới 10 đô rồi. Rồi các bạn nhập cái số lượng USDT, số lượng các bạn muốn rút các bạn. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ ERC20 vào, rồi bạn chọn vào một chat token thì bấm vào một withdraw các bạn là tự động nó mã hóa gì cho tất cả các bạn nha các bạn. Giá đồng chat là 0.06 thôi ta. Ba chat là được 0.06 đô nè. Ngon không các bạn? Vì dự án này mà test thấy tưởng nó không ngon nên mình không có làm giới thiệu cho các bạn. Mình mới vào test thì thấy nó cũng được mình nên mình giới thiệu cho các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tiếp đây chỗ này nè, phần đây mình kiếm phim link ghép cho tất cả các bạn nha các bạn.
Rồi các bạn bấm vào đơn vị liên kết của tôi nè. Rồi các bạn copy cái link ghép này, các bạn mỗi một người đăng ký các bạn sẽ nhận được 0.1 USD. Và khi nào mình đủ mình rút, mình sẽ làm một cái video cập nhật thông báo và hướng dẫn các bạn rút nha các bạn. Vậy video đến đây đã kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.